厉害我！Ủa thế? Ừ. Bây giờ lôi này. Đây, một cháu đây. Ba bảo đi này. Đây, đồng. Hai ông thần này. Hai ông thần này hợp nhau thật đấy. Ba bảo, thế à? Ý giời. Ba lùa xuống. Bạn có không chết là mình đang nữa. Em đang mất chú vị đó. Tụi tiên ngồi cẩn thận nhá, không ngã nhá. Em mất chú vị đó. Anh nhìn đây sao lôi túi om thế này? Lôi cười 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 gái nào? Cười gái nào? Cười gái chứ. Dạ. À, thôi để bà đứng đây. Đứng đây ngược sáng nên lôi không thấy gì cả. Đây này. Đây. À thế á? Ồ, ngoan này. Đây. Đây, giờ mấy này? Buổi sáng này. Lôi cười lôi gì lên? Lôi. Lôi ơi, Lôi Di đi chào mọi người đi. Chào mọi người, mình thật đẹp anh Lê Côn. Đấy, giờ Lôi lên này chơi là vui lắm. Có Tuti này. Đây là idol Angola, người Việt Nam. Đây là idol Việt Nam, người Angola. Đấy. Bồn bà. Bà là mê hồn sản bà rồi. Bà. Linh đang ở nhà khác nha. Bọn mình phải chia làm hai nhà. Chứ đông người quá, không ở chung được. Tu ti ơi. Con chào mọi người đi. Đi này, tao làm đây. Dạ. Con làm đây. Ủa, là lúc nào đấy? Lúc sao giỏi thế nhỉ? Con sao tôi ti giỏi thế nhỉ? Con là con bài cơ mà. Ôi trời. Sai. Con đi học các con giáo viên con bỏ lấy ra là con bột trắng. Ôi trời. Nhưng mà con này làm đẹp hơn khi con bột trắng đấy. Ôi trời. Trời ơi, con đỉnh quá đấy. Rồi con giỏi thế. Con bạn này thế nào? Bạn này đi học có gì? Bạn này đi học biết. Bạn này đi học là được chọc. Bạn này đi học vẽ. Học vẽ kiểu gì mà cô vẽ hết. Lôi. Lôi tắm đấy nhá. Tí nữa bọn mình sẽ thay quần áo cho Lôi đi chơi. À, đây là bộ lắp ghép cả tuổi thơ. Để chơi vui lắm. Quay video ba ơi cho con 5.000 với Lô đi anh. Ok, cảm ơn bạn Nấm nha. Mấy hôm nay cũng đã tốt tốt. Đầu tiên nhiều người khen thông minh này. Con Linh ngờ đang ở nhà khác. Linh đang ở nhà anh Khánh với anh Quý với là anh Lý Philip, anh Quang Dũng với Nam. Còn mình thì với Điên Đồ với là bố con Liễn, con Lôi con. Mới Điệp là ở nhà anh Tiến, phải chia làm hai nhà. Bởi vì đông người thì ở chung một nhà không được. Bố Lôi có giày mới mà, nhưng mà không đi, thích đi dép thoải mái. Ô, mọi người cãi nhau về chuyện gì đấy? Mình không để ý. Tôi đi bắn gì đấy? Bắn lôi. Bắn lôi à? Bắn cẩn thận lôi nha. Nhìn này bao à? À. Ui. Tôi xếp ô tô xem chú ba xem nào. Biết không? Biết xếp ô tô nhá. Không ăn cơ mà. Úi dồi. Thế á? Thế con xếp ba xem nào.
Đây này, lôi đang xếp cái gì đây? Nguyệt Lưu đang xếp cái gì? Ờ, ra bị đùi à? Tôi đi phải không, tôi đi gọi mình là bằng ba. Hôm qua là lúc mà Sarah livestream ấy thì tôi đi bảo là không phải là mẹ Lê chứ. Đấy tôi đi giờ gọi mình với Lê là bác Hoàng mẹ Lê nha. Từ lâu rồi, từ cái lúc mà về Việt Nam ấy, từ cái lúc mà Lê về là bắt đầu bọn mình nhận nuôi. Đấy, được cái là hai vợ chồng mình là yêu con nít. Bắn gì đây? Bắn gì đây? Xin con đường. Chết luôn nhờ, con có su đủ rồi. Kiểm tránh đã nè. Dạ. Kiểm đủ nè. À, dạ. Dạ. Nó có su đủ này là mồm. Thế phải su đủ xem nó phải mềm bật đạp. Ừ. Chỉ nằm cho lôi đi Hoàng. Vâng, em bảo Linh với Lê cầm thuốc sang này, chiến tâm. Lúc tối cũng bơi mà. Cái này phải bơi tầm tuần 2 tuần thì bắt đầu mới hết được. Sao này còn bao Hoàng này? Thì bố Lê rồi. À quên, nhầm. Bố Tiến rồi hề. Thì giờ phải gọi ba Hoàng chứ. Nhân Lê không sang đâu. Nhân Lê phải... để sang năm mới sang với mình. Nhưng mà mình tết về rồi. Tết mình về. Em ở thì ra ăn sao bông mà là tu ở chỗ là vết chú lên. Bà bụi dài. Mình mất ta. Em đang ở nhà anh Tiến Nuti nhá. Còn Linh với là một đội kia thì đang ở nhà anh Khánh. Bởi vì là đi đông người ấy, thì về nhà một người thì nhà anh Tiến thì không đủ chỗ ngồi được, cho chỗ đủ nằm được, nên là phải qua nhà anh Khánh ngủ một nhà. Nhà một người thì nhà anh Tiến thì không đủ chỗ ngồi được, cho chỗ đủ nằm được, nên là phải qua nhà anh Khánh ngủ một nhà. Bạn phiếu là bác là Tú Lương này, chú ơi. Thế của chùa Tú Lương đúng không? Ừ. Đấy. Dạ. Bên nhà Khánh rộng hơn, nhiều phòng hơn. Nên là chia nhà. Nhưng mà tí nữa gặp nhau. Nhưng mà tí nữa gặp nhau tiếp không? Trưa đi, đưa đi ăn đi uống cà phê mới gặp nhau luôn. Nhà anh Khánh cách nhà anh Tiến cũng tầm 45 phút đấy. Nhà anh Tiến thì ở Nội Thành, nhà anh Khánh thì ở ngoài thành, giống như ở Hà Nội ấy. Ông nội trẻ. Huyền Trang gì biết này. Không biết ông cháu ấy đang sắp xếp cái gì đây. Quên lôi ơi. Dạ. Nhờ chú Linh không? Dạ. Ừ, chú Linh sang bên này rồi mà. Tôi nhảy. Ừ, chú Linh sang rồi mà. Ê, lôi hay thật. Thì nhớ chú Tiến không? Không nhớ. Không nhớ luôn đấy mọi người ạ. Không nhớ chú Tiến. Nhớ cô Lê không? Nhớ. Đây, nhớ cô Lê ạ.
không nhớ ba hoàng. Ba hoàng ở đây rồi mà. Tu Ti bảo, lôi bảo mà. Hết nhớ rồi. Giờ. Đây mọi người có cắn nha, Lôi bảo là không được không nhớ chút tiếng đâu. Chỉ có nhớ cô Lệ thôi. Lôi. Nhìn này. Lên đây chơi vui lắm. Có Tu Ti, Hợp Cà đều là hai idol của hai nước. Trắng tinh này. Lôi ngày không tắm đâu, Lôi tắm hôm qua rồi mà. Hôm qua trước khi đón Linh tắm 2-3 lần. Từ hôm lên đến giờ tắm 2-3 lần. Từ hôm lên đến giờ 2 ngày tắm. Tí nữa trước khi đi chơi tắm lần nữa. Ông đi đâu? Ông ơi. Ông đi lấy đồ. Ba không biết. Ba không biết đâu. Mình có chứ, mình học tầm tạm thôi, mình học mấy cái nhờ. Cái để quay mình ra tức cơ bản. Đúng rồi, Quang Linh mới lên đội phiên bản nhí đây. Hai ông thần. Ôi, quay này thì lôi túi ốc không thấy gì cả. Tôi ngược sáng quá. Úi. Đúng rồi. Không, chị tí nữa, lôi hôm qua tắm rồi, tí tắm tiếp mà, có sao đâu. Hôm kia không tắm rồi, lên đây 3 ngày rồi. Tắm 2 ngày, tí nữa trước khi đi thì tắm tiếp. Mọi người không phải lo đâu. Rồi, chào mọi người nha. Để mình cũng, anh Tiến bảo là, anh Tiến nhắn tin là bọn mình đi chơi đi ăn chơi luôn. Để mà tắm nước luôn nha. Lôi. Chào mọi người đi, để mà... Lôi, chào mọi người đi. Chào mọi người. Tu Ti chào mọi người đi. Chào các cô các bà. Đấy. Để mình tắt like để mà anh em mình đi chơi đó. Bye bye mọi người nha.